Vâng, xin chào anh chị. Trong video series này thì chúng tôi sẽ trình bày với anh chị và các bạn các cái cách thức để có thể thu thập tin tức tình báo kinh doanh. Nghe kinh khủng không? Nói đùa chứ đấy là cái cách mà chúng ta sẽ thu thập tin tức của đối thủ một cách chính thức và một cách không chính thức. Tôi sẽ giới thiệu cả những cách chính thức hợp pháp và những cách không chính thức. Thì các bạn tùy vào cái đạo đức kinh doanh, tùy vào cái mong muốn mình có thể làm. Thí dụ như thế này, trước khi mà bạn muốn mở một trung tâm tiếng Anh thì chắc chắn bạn cũng phải nghiên cứu đối thủ. Bạn phải xem đối thủ làm thế nào, ra sản phẩm gì, định giá bao nhiêu, cách thích tư vấn, cách thích chốt sale vân vân, đúng không? Cái đấy ai cũng nghĩ thế, ai cũng nghĩ được. Thế thì cái đó chính là nghiên cứu thị trường, và tôi hướng dẫn các anh chị cái cách cụ thể là chúng ta thu thập tin tức tình báo kinh doanh như thế nào. Ở Mỹ hoặc là một số các quốc gia khác thì cái cách như tôi hướng dẫn là cách không chính thức thì sẽ bị pháp luật là coi là vi phạm, nhưng ở Việt Nam hiện nay thì luật pháp vẫn còn lỏng lẻo và chưa tính đến chuyện này. Chứ ở Mỹ, ví dụ như là những cái nhân viên mà cấp cao làm việc cho Apple chẳng hạn, thì sau khi nghỉ, người ta có thể là trong vòng 3 năm hoặc là 5 năm, thậm chí trọn đời, người ta sẽ không được làm việc trong những công ty mà cạnh tranh trực tiếp với Apple. Tôi nói ví dụ như vậy. Nhưng người Việt Nam thì không, đúng không? Rồi, làm thế nào để thu thập được các cái thông tin tình báo về kinh doanh? Nói thế cho nó hoành tráng. Đầu tiên là chúng ta có thể là sử dụng chiêu mộ những cái nhân viên cũ hoặc là nhân viên đang làm việc của đối thủ. Thí dụ như là tôi mở trung tâm tiếng Anh, tôi sẽ tìm đến cái trung tâm tiếng Anh ABC, XYZ gì đấy rất nổi tiếng. Tôi sẽ tuyển quản lý của họ về, tôi sẽ tuyển tư vấn viên của họ về, tôi sẽ tuyển nhân viên của họ về. Hoặc là tôi tuyển nhân viên cũ sau khi nghỉ, tôi ưu tiên là gì? Đã làm việc những cái công ty này và tôi sẵn sàng trả lương gấp rưỡi, gấp đôi lần. Đúng không? Đấy, các bạn có thể thu thập thông tin qua cái quá trình tuyển dụng, qua việc đăng status, chạy quảng cáo, qua người này người kia giới thiệu, đúng không? Cách nhanh nhất là cướp người của đối thủ. Và cách này vẫn được coi là cạnh tranh hợp pháp. Đấy. Và thực tế là rất nhiều nhân viên sau khi làm cho công ty của mình, họ học được các mánh lới, họ có thể đi ra ngoài, họ mở doanh nghiệp của họ và cạnh tranh trực tiếp với công ty cũ. Thậm chí họ còn làm tốt hơn công ty cũ bởi vì họ biết được những cái điểm yếu của công ty cũ. Đấy nha. Cho nên là gì? Nhân viên cũ sau này các bạn cũng hết sức là lưu ý. Nhân viên đang làm cũng hết sức lưu ý. Trong cái quá trình mà chúng ta ký hợp đồng với nhân viên thì chúng ta nên có những cái điều khoản nói về cái việc là phải giữ bí mật kinh doanh, rồi thì không được làm cho công ty của đối thủ trong bao lâu, nhất như là đối với những cái vị trí cấp cao. Hoặc là chúng ta phải có chính sách giữ chân họ trọn đời như vậy. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu các cái đối tác, các cái bên thứ ba làm ăn với đối thủ, ví dụ như nhà cung cấp các dịch vụ về hàng hóa, cung cấp các dịch vụ về giao vận, ship đơn vân vân, rồi thuế, rồi kế toán. Chúng ta có thể biết được là cái khả năng, rồi cái tình trạng lục đục, hay là khả năng suy yếu về tài chính, hay là những cái vấn đề họ đang làm, hoặc là những cái chiến lược họ đang làm. Đấy, thì thông qua những cái đối tác này mình tiếp cận họ, mình trò chuyện, mình thân tình, mình hỏi han, mình đá những câu vu vơ nhá, mình tạo mối quan hệ để sau đó là đi đến những cái thông tin tình báo về mặt doanh nghiệp như vậy nhá. Mình học hỏi, ví dụ như là nó nói bâng quơ là nó nhập hàng ở chỗ này, nhập hàng ở chỗ kia, quan hệ anh này anh kia, mình ngon rồi. Đấy, mình có thể là tìm ra được những cái giải pháp rất là tốt. Rồi, những cái thông tin được công khai trên website của đối thủ, trên các trang diễn đàn khách hàng nói về đối thủ khác nói về đối thủ, cơ quan pháp luật nói về đối thủ, giá cả sản phẩm bao bì mẫu mã thông qua web, thông qua YouTube, thông qua fanpage, bây giờ đều lộ thiên hết mà. Nó là cái mỏ lộ thiên, chúng ta cứ đào đào, chúng ta vấn đề là chúng ta đào sâu hay đào nông thôi, được chưa ạ? Vâng. Thông qua những cái sách báo, ấn phẩm, tạp chí khác vân vân. Cũng là một cái cách tốt, đúng không? Vâng. Thông qua những cái phân tích, những cái chứng nhận, thậm chí là những đơn vị người ta còn sử dụng những cái công nghệ nghe lén, hay là thậm chí là sẽ xem lại những cái bản báo cáo vân vân, thì tất cả những cái hình thức này đều là không chính thức thì các bạn cũng không nên sử dụng. Đấy. Hoặc là người thân của đối thủ cũng là một cái nguồn tin tốt, đôi khi họ không biết giữ mồm giữ miệng, đúng không? Vợ chồng con cái, họ hàng, bà con cuối phố gần xa, những cái người như thế thì cũng có thể là những cái nguồn tin tốt để các bạn tham khảo. Khách hàng của đối thủ,
những nhất là những cái khách hàng thân thiết, khách hàng lớn, thì đây chính là cái nguồn tin cũng vô cùng quan trọng để mình có thể biết được cái cách mà đối thủ đang đối xử với khách hàng như thế nào, chính sách bán hàng là gì, họ định làm gì trong năm nay, họ định làm gì trong sang năm. Đặc biệt là những cái nhân viên mà đã bị đối thủ bạc đãi thì cái đấy là chúng ta nên mua về sử dụng, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể cài người vào trong chính công ty đó để tham khảo. Ví dụ như là tôi hay nói vui đấy là cái người ăn hai lương đấy, ăn lương công ty A hay ăn lương công ty B để nghiên cứu công ty B cho công ty A. Đấy, ví dụ bạn muốn mở tiếng Anh đúng không? Bạn sẽ phái nhân viên của bạn đến làm việc ở một cái trung tâm tiếng Anh lớn, bạn học hỏi kinh nghiệm, sau đó thì hoặc trực tiếp bạn cũng đi làm luôn, bạn học hỏi, được chưa ạ? Mình có thể xem các cái bản chính sách bán hàng, các cách thức đào tạo, tư vấn nội bộ cho nhân viên, mình có thể xem mua xin được những cái tài liệu như vậy, cũng là những cái cách mà chúng ta tham khảo rất là tốt. Thì trên đây tôi vừa hướng dẫn cho các bạn một số những cái cách để các bạn có thể thu thập được các cái tin tức, tình báo kinh doanh để chúng ta học hỏi và có nhiều cái lợi thế. Đôi khi mà chúng ta phản đòn thành công trong quá trình kinh doanh thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái lợi thế. Nhưng tôi khuyến khích các anh chị sử dụng những cái biện pháp hợp pháp và không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức kinh doanh. Đấy, chứ không phải là bỏ tiền ra mua rồi dùng tình cảm mua chuộc, lừa dối gian xảo vân vân. Thì sau này kiểu gì chúng ta cũng bị nghiệp, bị quả báo thôi. Cái việc mà chúng ta thu thập tin tức tình báo kinh doanh là cần thiết và có những biện pháp hợp pháp nha. Chúng ta tránh những cái biện pháp không hợp pháp ra. Thế thôi. Còn tôi không có xui mọi người cái điều làm gì điều xấu cả. Ok. Hãy nhớ tôn trọng pháp luật, tôn trọng đạo đức kinh doanh, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối thủ và phát triển bản thân. Luôn luôn nhớ cái điều mà thầy Phan Anh đã nói. Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chúc các anh chị và các bạn một năm mới tốt lành. Xin cảm ơn.